truyện tranh Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Ca, lời Lý Thái Thuận, tranh Trương Quân, nhà xuất bản Hồng Đức. Ca Chiên Viên, luận nghĩa đệ nhất. Thi tài diễn giảng với anh cả. Ca Chiên Viên tên là Nalada, con thứ nhì của quốc sư nước Avanti. Vì ông rất nổi tiếng nên được người dân tôn kính, họ không gọi ông bằng tên mà gọi bằng họ, ông Ca Chiên Viên. Người anh của Ca Chiên Viên là Ca Ca, rất thông minh, đã đi du học tại nhiều quốc gia, thông hiểu nhiều học thuật. Khi trở về quê nhà, Ca Ca lập một giảng đài để diễn giảng kinh Vệ Đà. Ca Chiên Viên cũng lập một giảng đài đối diện với giảng đài của Ca Ca. Người thanh niên tự học này rất hùng biện và rất thông minh. Sau buổi diễn thuyết, Ca Ca đến nói với cha: "Thưa cha, con đang diễn thuyết thì em con cũng đăng đàn, kéo hết các thính giả của con." Ca Chiên Viên thưa với cha: "Thưa cha, anh con đi học ở nước ngoài, con tự học nên con không biết kiến thức của con tới đâu. Con làm như vậy là để thử nghiệm, chứ đâu có ý làm nhục anh con." Vị quốc sư bối rối, cuối cùng ông bàn với vợ, gửi Ca Chiên Viên đi xa: "Này Ca Chiên Viên, con sẽ đến học với cậu con, đất này dành cho anh con." "Vâng, con xin vâng lời cha." Đạo sĩ A Tư Đà là anh ruột của mẹ ông Ca Chiên Viên. Khi được đến thọ giáo với cậu mình, Ca Chiên Viên tiến bộ rất nhanh, chẳng bao lâu đã có thần thông. Bây giờ quốc sư sai người đến rước con. Ca Chiên Viên bảo với họ: "Các ngươi về đi, ta muốn sống riêng trong thế giới của ta." Một hôm, A Tư Đà gọi Ca Chiên Viên vào phòng, nói: "Này Ca Chiên Viên, tới nay ta không còn gì để dạy con nữa rồi. Nhưng con cần ghi nhớ điều này. Khi Phật xuất thế, con phải đến thọ giáo với Phật. Hãy chờ ngày đó." Hai thầy trò xuống núi, tới vườn Lộc Uyển, dựng một tinh xá và ở lại luôn tại đó. Ít lâu sau, A Tư Đà viên tịch. Nhưng lúc ấy Ca Chiên Viên đã có nhiều danh vọng, quên mất lời thầy. Bài kệ trên tấm bia đá. Tại Ba La Nại, người ta đạo được một tấm bia đá có khắc một thứ chữ rất lạ. Nhà vua hỏi: "Này các khanh, làm sao hiểu được bản văn này chứ?" Tâu đại vương: "Ta treo bản thông báo cho dân chúng biết, sẽ thưởng cho người nào đọc được." "Ừ, hay lắm." Ca Chiên Viên nghe rõ tin này, nhớ lại rằng trước đây thầy mình nói rằng mình đã học xong mọi thứ chữ. "Nhất định ta sẽ đọc được, phải đi gỡ bản thôi." Chàng khệ nệ mang tấm bia vào giữa triều đình: "Thưa đại vương, đây là văn tự của Phạm Thiên, nội dung như sau: ai là vua trong các vị vua, ai là thánh trong các vị thánh, thế nào là người ngu, thế nào là bậc trí, làm sao lìa cấu uế, làm sao đạt được niết bàn, ai bị chìm trong biển sanh tử, ai dạo chơi trong cõi giải thoát." Nhà vua bảo Ca Chiên Viên: "Này tôn giả, hãy trả lời đi." "Tâu đại vương, hiện giờ tôi không đủ sức, xin hẹn trong 7 ngày. Ca Chiên Viên trở về tinh thất, miệt mài nghiên cứu. Nhưng, chà, 6 ngày đã trôi qua rồi. Có lẽ chỉ có Đức Phật mới giải đáp được. Tuy đã nghĩ thầm như thế, nhưng Ca Chiên Viên vẫn đi thỉnh giáo các ngoại đạo. Nhưng những lời giải thích của họ không làm cho tôn giả hài lòng. Chà, không ổn chút nào rồi. Đến hỏi Phật ư, ông ấy còn trẻ quá, làm sao mà... À, sư phụ có dặn rồi.
thình lình, Ca Chiên Viên đứng bật dậy, đi ngay. Phật đón tiếp Ca Chiên Viên rất niềm nở. Chủ nhà trả lời mọi câu hỏi khắc trong tấm bia đá cho khách nghe. Vua trong các vị vua là vua của cõi trời thứ sáu. Thánh trong các thánh là Đức Phật Đại Giác. Bị vô minh nhiễm ô gọi là người ngu. Ai diệt hết phiền não là bậc trí. Tu học trừ tham sân si tức là lìa cấu uế. Hoàn thành giới định huệ tức là chứng niết bàn. Người chấp trước nơi ngã pháp thì bị chìm trong biển sanh tử. Người chứng được pháp tánh duyên khởi thì dạo chơi trong cõi giải thoát. Tại hoàng cung, Ca Chiên Viên đọc lại những lời giải thích bài kệ cho mọi người nghe rồi nói: Tâu đại vương, đó là những lời giải thích của Phật chứ không phải của tôi. Sáng mai tôi sẽ quy y với Phật. Sau ngày quy y, Ca Chiên Viên phát nguyện sẽ cảm hóa những người bạn ngoại đạo của mình. Ghi chú: Về giới định huệ là ba môn học cơ bản của đạo Phật. Có giữ giới thì tâm mới định, nghĩa là tâm sẽ không còn bị các vọng niệm làm xao động. Khi tâm đã định thì trí huệ mới chiếu sáng, giúp cho người tu hành thấu đạt sự lý. Về pháp tánh duyên khởi là bản tánh của các vật chất là do nhân duyên tạo ra. Chiếc lá vốn không có, nhưng nó có thì có các nhân duyên sau đây hội tụ lại: nước, ánh nắng, đất, hạt giống, người làm vườn. Như vậy, chiếc lá là điểm hội tụ của những cái không phải là lá. Ai hiểu được cái lý không này thì lòng họ sẽ không còn chấp, không còn giữ chặt mọi vật nữa. Người ấy sẽ dạo chơi trong cõi giải thoát. Phương pháp giáo hóa của Ca Chiên Viên và Phú Lâu Na có chỗ khác nhau. Phú Lâu Na thuyết pháp cho nhiều người cùng nghe, còn Ca Chiên Viên thuyết pháp cho từng người. Người thính giả độc nhất ấy chỉ cần nghe Ca Chiên Viên nói vắn tắt vài câu là có ấn tượng đẹp và tin nơi lời tôn giả ngay. Mong muốn các giai cấp trong xã hội bình đẳng với nhau. Một hôm, Ca Chiên Viên đến nước Mathura ở phía tây của Ấn Độ. Tại đây, tôn giả quan sát cách sinh hoạt, phong tục, tập quán của dân chúng. Rồi sau đó mới vào ý kiến quốc vương. Vua trách: Này, tôn giả thuộc dòng dõi Bà La Môn, còn Sa Môn Gotama là dòng dõi Sắc Đế Ly. Vậy tại sao tôn giả lại chịu làm đệ tử ông ấy chứ? Tâu đại vương, tôi không thấy khó chịu về điều này. Trái lại, tôi coi đây là một vinh dự. Vua nghĩ, lạ thật. Từ bỏ dòng dõi thanh tịnh được sanh ra từ miệng Phạm Thiên để làm đệ tử một người Sát Đế Ly, thật không sao hiểu nổi. Tâu đại vương, trước đây tôi cũng nghĩ y như vậy, nhưng sau khi gặp Sa Môn Gotama, tôi mới biết mình đã lầm. Phân biệt giai cấp là không công bằng, bởi vì trong giai cấp Bà La Môn cũng có người làm điều quấy. Một người gọi là cao quý hay hạ tiện không phải do dòng họ hoặc do giai cấp. Những người tu hành làm các điều thiện hoặc đã chứng quả đều đáng được tôn kính, bất kể họ thuộc giai cấp hoặc dòng họ nào. Vua nghĩ, những lời nói của vị sa môn này thoạt tiên nghe rất chói tai, song sau khi suy nghĩ kỹ lại thấy rất hay. Rõ ràng là ta đã phạm lỗi rồi. Nhà tù của ta chỉ nhốt toàn người của giai cấp Thủ Đà La và Chiên Đà La, còn người Bà La Môn phạm pháp thì không bị tội. Biết tâm tư nhà vua đang chuyển biến, vị luận nghĩa đệ nhất nói tiếp: Đại vương cần cai trị theo chánh pháp. Đức Phật là bậc tôn quý của loài người. Chúng ta quy y với Ngài để tự tìm sự giải thoát. Đúng, tôn giả nói có lý lắm. Thế rồi nhà vua ra lệnh đại xá tù nhân, sửa lại cách cai trị, không còn phân biệt giai cấp nữa. Luận về tư cách của bậc trưởng thượng.
vì chủ trương các chủng tộc cần được bình đẳng, nên Ca Chiên Viên thường bị người Bà La Môn chống đối. Này, không triệt hạ được con người đó, chúng ta không thể cất đầu lên được đâu. Phải lắm, phải lắm. Một hôm, Ca Chiên Viên đang thọ thực trong trai đường, thì một người Bà La Môn lớn tuổi đến đứng bên cạnh Tôn giả, im lặng, và nghĩ, chúng nó sẽ đứng dậy chào hỏi ta chăng? Nhưng Ca Chiên Viên vẫn thản nhiên. Người Bà La Môn nổi giận, nói lớn tiếng, này, tại sao các người không đứng dậy chào bậc trưởng thượng chứ? Nhiều vị tỷ kheo đã đứng lên. Ca Chiên Viên trả lời, vì sao ông lại to tiếng? Chúng tôi có phép cung kính của chúng tôi, nhưng ở đây không có ai là bậc trưởng thượng cả. Người Bà La Môn lấy gậy chỉ vào mái tóc của mình và quát, già cả như ta không phải là bậc trưởng thượng sao? Ca Chiên Viên đáp lời, ông không đáng nhận được sự cung kính của chúng tôi. Tại sao người khi người quá vậy? Cử chỉ và lời nói của ông cho thấy ông không đáng được kính trọng. Hãy nhìn đây, các tỷ kheo trẻ này đã thoát khỏi sự trói buộc của ái dục và không còn sân hận. Đây mới là những người đáng được cung kính. Ông lão Bà La Môn không nói gì nữa, lẳng lặng bỏ đi. Một người Bà La Môn khác, nổi tiếng là giỏi biện luận, nghe được câu chuyện trên, hầm hầm đi đến Ba La Nại. Vừa chạm mặt, ông ta nói oan oan, này Ca Chiên Viên, tôi nghe nói ông đã bỏ gốc Bà La Môn, cải giáo làm Sa Môn phải không? Ca Chiên Viên đáp lời, ông đã nhìn thấy cái áo này mà. Người đó nói, phản bội tín ngưỡng của mình, lỗi nặng hay nhẹ? Ca Chiên Viên đáp lời, tôi bỏ tín ngưỡng tà chấp, đi theo đạo lý quang minh thì không có lỗi gì cả. Người này nói tiếp, được lắm, nhưng tôi còn nghe đồn rằng ông hay rủ rê người Bà La Môn theo Phật, thật là quá đáng. Ca Chiên Viên nói, người đã đi qua phải chỉ dẫn cho các bạn đồng tu, đó là lời Phật dạy. Người Bà La Môn nói tiếp, từ khi bỏ Bà La Môn, ông không còn cung kính các Bà La Môn lớn tuổi, dù là tỷ kheo, ông cũng chớ nên vô lễ như vậy. Ca Chiên Viên đáp, quả thật, từ khi quy y Phật, tôi không phụng sự các trưởng lão Bà La Môn nữa. Nhưng ông chớ đem tuổi tác ra đây làm gì, lễ và pháp không thể lẫn lộn được. Về sau, ông lão này nhờ Ca Chiên Viên giới thiệu để ông được làm đệ tử Phật. Giải đáp các nguyên nhân của việc tranh cãi. Hôm đó, Ca Chiên Viên đang đi khất thực thì bị một đạo sĩ Bà La Môn đi ngược chiều chặn lại, nói, tôi có một vấn đề muốn thỉnh giáo Tôn giả. Được, tôi đang nghe đây. Tôi thấy trên thế gian này Sát Đế Ly tranh với Sát Đế Ly, Bà La Môn tranh với Bà La Môn, vì sao vậy? Ca Chiên Viên trả lời, vì họ tham dục. Tham dục là ham muốn vật chất. Người kia hỏi tiếp, còn các tỷ kheo tranh cãi nhau thì vì cái gì chứ? Ca Chiên Viên trả lời, vì ngã kiến và chấp pháp. Ngã là mình là ta, kiến là thấy. Ngã kiến là thấy có cái ta riêng biệt, khác hẳn với mọi người và vạn vật. Pháp là muôn sự, muôn vật. Chấp trước là giữ chặt lấy. Pháp chấp là giữ chặt lấy tư tưởng phân biệt rằng có cái ta khác hẳn với mọi người, rằng vạn vật là thường còn như thế, rằng các cảm thụ của mình là thật có, là hơn hết. Đạo sĩ Bà La Môn nhắm mắt vò đầu, khiến cho dân chúng hai bên đường lấy làm lạ. Rồi ông mở mắt hỏi, Tôn giả có lý, nhưng thử hỏi trên đời này có ai từ bỏ được tham dục, ngã kiến và pháp chấp chứ? Ca Chiên Viên trả lời, có, Đức Phật là người không còn phiền não, tham dục, ngã kiến và chấp pháp.
Vậy tôn giả có thể giới thiệu tôi đến gặp Phật được không? Ít lâu sau, đạo sĩ Bà La Môn này trở thành cư sĩ. Giúp cô gái nghèo. Ngày kia trên đường đi Hoằng Hóa, Ca Chiên Viên trông thấy một cô gái ngồi khóc bên bờ sông. Ngài hỏi, vì sao cô khóc? Ông không thể hiểu được nỗi buồn này đâu. Hãy nói đi, nếu thấy có thể giúp được là tôi giúp ngay. Tôi là kẻ nghèo nhất trên thế gian, tôi không muốn sống nữa. Nói xong, cô gái toàn nhảy xuống sông. Ca Chiên Viên chạy tới ngăn cản. Trên đời này có rất nhiều người nghèo, chứ nào phải một mình cô. Vấn đề là làm sao cho tâm hồn được an lạc. Làm sao an lạc được khi mà tôi không có một đồng xu, còn bị chửi, bị đánh nữa. Tôi có cách giúp cô. Cách nào vậy? Cô đang có cái nghèo. Nếu cô đem bán nó đi thì cô hết nghèo. Tôi đang đau khổ mà ông còn chế giễu được sao? Ông mua nó à? Phải, tôi sẽ mua. Nhưng trước hết cô nên hiểu rằng hiện giờ cô nghèo là vì kiếp trước cô không tu phước. Những người hiện đang giàu là do ở kiếp trước họ đã bố thí và tu phước. Bố thí và tu phước là bán cái nghèo. Nhưng con không có gì để tu phước cả. Cả cái ghè nước này cũng là của chủ nhà. Vật đem bố thí không nhất thiết phải là tiền bạc. Trong người khác bố thí mà lòng mình thấy vui là cũng đủ rồi. Cô hãy múc nước đổ vào bình này đi. Cô nữ tỳ đã hiểu ý nghĩa của việc bố thí. Nhờ công đức đó, sau khi mệnh chung, cô được sanh lên cõi trời Đao Lợi. Trải rộng tình yêu ra khắp nơi. Có lần đi giáo hóa tại một nước xa xôi, tôn giả Ca Chiên Viên cư trú trong rừng tre của một vị trưởng giả. Bây giờ, hoàng hậu của nước này qua đời, vua bỏ ăn uống, bỏ cả việc triều chính, cho ướp xác vợ rồi đặt trong cung. Các đại thần lo ngại, cố gắng tìm cách giải quyết chuyện này. Họ nói với nhau, tôi nhớ ra rồi, tôn giả Ca Chiên Viên đang ở đây. À, hay lắm, ta vào gặp đại vương đi. Tâu đại vương, tôn giả Ca Chiên Viên đang ở nước ta, vị ấy có thần thông. Được, ta đi ngay. Vua lên xe, mang theo nhiều lễ vật. Thưa tôn giả, quả nhân mong tôn giả dùng thần thông làm cho hoàng hậu sống lại. Tôn giả Ca Chiên Viên bẻ một nhánh cây đưa cho nhà vua. Đại vương hãy đem vật này về cung, đặt kế bên hoàng hậu. Nhớ phải giữ cho lá xanh tươi y như vậy, chỉ trong vài tháng. Nhà vua ngạc nhiên, cành đã lìa khỏi thân cây, làm sao lá còn xanh tới vài tháng chứ? Ca Chiên Viên nói tiếp, thì khi hết nghiệp, hoàng hậu phải giả từ thế gian thôi. À, nhà vua sửng sốt như vừa chợt tỉnh sau một cơn mê dài. Ca Chiên Viên nói, đại vương là người có nhiệm vụ lo cho toàn dân, chớ nào phải chỉ riêng cho hoàng hậu. Nếu đại vương đem cái tấm lòng thương yêu hoàng hậu đến với tất cả mọi người, thì quốc độ của đại vương luôn vững bền. Nhà vua tạ ơn Ca Chiên Viên rồi trở về hoàng cung, hỏa táng hoàng hậu, chỉnh đốn việc triều chính và yêu thương toàn dân như yêu thương người vợ quá cố.